Thưa quý vị, giải phóng mặt bằng chưa bao giờ là dễ, nhưng cũng không phải quá khó nếu như phát huy tốt nội lực để lan tỏa sự đồng thuận từ chính các hộ dân. Cách làm này đã giúp cho một số địa phương trên địa bàn thị xã Mỹ Hào chỉ trong thời gian ngắn đã hoàn thành và giao hàng chục nghìn mét vuông mặt bằng cho đơn vị thi công. Ngay sau khi có chủ trương mở rộng tuyến đường trục trung tâm thị xã Mỹ Hào, ông Vũ Văn Lúa, tổ trưởng tổ dân phố Nguyễn Xá đã chủ động cùng một số thành viên thường xuyên có mặt tại nhà một số người có uy tín, có tiếng nói như người cao tuổi, khưu trí, trưởng các dòng họ, các đảng viên để tuyên truyền, nói chuyện về lợi ích cơ hội mở mang của quê hương khi tuyến đường được mở rộng, tạo sự đồng thuận từ trong các gia đình. Nhờ đó, chỉ sau thời gian ngắn, tất cả 64 hộ với gần 2 hectare đất nông nghiệp nơi tuyến đường đi qua đều đã ký cam kết cho mượn mặt bằng để thi công. Đây là một cái cơ hội để phát triển hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế. Đến nay thì bản thân chúng tôi thì cũng chưa nhận được tiền, nhưng mà chúng tôi cũng đều ký cho đơn vị thi công mượn cái mặt bằng đó để thi công. Các đồng chí đảng viên là phải tuyên truyền, vận động cho trước hết là gia đình mình, rồi người thân của gia đình mình và toàn thể nhân dân, các ngành đoàn thể cũng đã vào cuộc động viên tuyên truyền cho nhân dân, thì mặc dù chưa được nhận tiền nhưng họ đã cho mượn mặt bằng để thi công. Cùng với những biện pháp tương tự như vậy, đến nay bốn địa phương có tuyến đường đi qua là phường Nhân Hòa, Dị Sử, Phùng Chí Kiên và xã Cẩm Xá đều đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng giao cho đơn vị thi công. Lấy cá nhân điển hình, đảng viên, gia đình đảng viên để tuyên truyền làm hạt nhân. Sau đó chúng tôi tổ chức hội nghị ở trên phường và cũng nói rõ cái trách nhiệm của từng hộ dân chung tay cùng với phường, cùng với thị xã mở rộng đường để tạo cái điều kiện để giao thương, xây dựng đô thị văn minh. Đối với các hộ chưa đồng thuận ngay thì chúng tôi một mặt là tuyên truyền ở trên tại tổ dân phố và chúng tôi lại mời tiếp xuống dưới ủy ban để tuyên truyền giải thích, và cũng có cả cán bộ của trung tâm phát triển quỹ đất về để làm cái cam kết là cái mức để đến thời gian là để giải ngân cho bà con. Trước mắt là bà con cho mượn ruộng để giải phóng mặt bằng để cho đơn vị thi công. Với hình thức cho mượn đất để thi công với tổng diện tích gần 5 hectare. Sau 5 tháng triển khai, đến nay nhà thầu đã được bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch. Với phương châm có mặt bằng đến đâu triển khai ngay đến đó, đơn vị thi công đã tiến hành đào đắp khuôn đường và làm giải phân cách. Dự án mở rộng đường trục trung tâm có quy mô chiều rộng mặt đường là 12 mét, giải phân cách giữa rộng 8 mét. Việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng sẽ tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ thi công, làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ giải ngân.